các con đậu con. À, tại sao mà khi đậu con? Ui, con đi ra ngoài kia nha. Thử hỏi bé Đậu xem, bé Đậu biết bố bé Đậu đang ở đâu không? Chú hỏi con kìa. Con có biết không? Đậu biết bố ở đâu không? Không, con nói với chú đi. Con không biết. Thoại Oppo A5 và hàng chục ngàn giải thưởng giá trị khác có Samsung A5 xem muộn ngay, selfie mỏi tay. Đậu đâu? Bạn Đậu không nhỉ? Qua nhìn thấy bạn Đậu không nhỉ? Bạn Đậu trốn rồi. À, bạn Đậu trốn rồi. Ok. Không thấy bạn Đậu đâu. Còn thiếu một cái khăn nữa đâu ấy nhỉ? Đây, cái khăn đấy đang nấp ở đây này. Đậu ơi, Đậu ơi, ra đây thầy Kiên bảo nào. Đúng rồi, con lấy khăn của con lên. Đúng rồi, con lấy khăn của con lên. Thông thường thì trong một lớp học phải có học sinh cá biệt chứ. Đậu đóng vào học sinh cá biệt. Tình hình là em đã có bài kết quả của em chưa? Có. Bây giờ là thế nào là gọn gàng ngăn nắp? Em hãy nhặt ra cho thầy xem nào. Cái này là gì? Đây là gì? Gọn gàng. Ok, rồi xong. Rồi em để lên cho thầy. Đúng là con của thầy có khác. Rồi, ok. Tiếp theo, gọn gàng đâu? Gọn gàng. Tiếp thôi, ok. Con gọn gàng nào không? Con làm thầy rất tự hào. Gọn gàng. Rồi. Wow, nhanh quá. Rồi, xong rồi. Lùm lồng nó ra ngoài. Trời. À, đây rồi. Cả hai đang bàn tính kế hoạch đi đâu đó. Đâu? Ừ, kia là gì cố dụng đá bóng. Rồi, hai cậu kia đang chạy đâu đây? Hai bạn kia chạy xa quá rồi. Anh đi bật luôn. Quá. Ra dự cho ôm cổ. Ôm cổ. Đó. Đậu à. Đậu. Hai học viên nhà mình hơi cá biệt nhỉ. Hai học viên này chưa hiểu luật. Sao học hỏi nhiều. Hai ông kìa. Với hai thầy vừa rồi đã dạy các bé rất tốt. Và các bé ơi, các con ơi, hãy cho thầy chủ nhiệm hỏi các con một câu. Lý do tại sao các con khi mà các con các bạn đều đi lên hết rồi. Thầy ơi, nghe thầy nói. Tự nghe thầy này con. Nghe thầy con. Dạ, vâng ạ. Con nghe thầy đi con. Những lời của thầy nói ra đều bổ ích cho các con. Tại sao mà khi đậu con. Tại sao những gì mà thầy Sơn và thầy Kiên dạy các con đậu con. Tại sao các con làm, có những lúc các con làm không được, mà tại sao các con không chịu nhờ bố mẹ mà các con lại cố gắng làm. Ơ nhìn robot. Đậu ơi nhìn robot. Nhìn robot kìa. Siro ăn ngon ít nhi, bé ăn ngon hơn, hấp thu dưỡng chất tốt hơn.
lên với đậu, bố lên đây, với đậu. Bố lên với đậu nhá, đi đi với bố nào. Bố với đậu chơi nè. Đúng rồi, hay. Nào. Rồi bây giờ mình bước chân phải vào nào. Chân phải đâu? Chân phải đâu? Rồi thì bây giờ con dẫn đi. Nào Đậu ơi, mày dậy chân trái lên, đâu? Đậu lên. Chân trái đâu nhỉ? Đậu lên. Tay trái đâu? Tay phải đâu? Cái chân trái đâu? Chân trái. Ủa sao muốn uống à? Phải. Sao uống? Phải. Con mua cái này nhưng con mang về con mới uống cơ. Xoài và Đậu đang lạc vào thế giới riêng của mình mất rồi. Đến chiều với hai học sinh này mất thôi. Lại lên kế hoạch trốn học đi chơi rồi. Đúng rồi. Tích mà. Hay đi ra đó đi. Đi ra đó đi. Cầu thủ không chơi cái này không? Chú ơi, con đi ra. Con đi ra cùng kia nha. Chú, con đi ra cùng kia nha. Với tính cách tự do của mình, không ngờ Đậu lại xin phép thầy Vinh trước khi đi. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào đây? Đậu ơi, cô Tuyết. Mặc dù không xin phép được thầy Vinh, nhưng Đậu và Xoài vẫn quyết định ra góc riêng để tâm sự. Rồi. Ở đây hôm nay đi cục con kiến rồi. Bạn nhà mình đâu rồi? Ra khỏi tầm ngắm mất rồi. Anh mình nên xuống làm trợ giảng đi. Chắc là bố Xoài với bố Đậu sẽ phải xuống để làm trợ giảng. cái việc mà khiến mình đã quyết định là xuống dưới cùng bé đó là vì là mình thấy rằng là anh Công Vinh ở dưới đó có vẻ như là anh cũng không thể nào bao quát được hết cả bốn em bé, mà khi mà chỉ có hai bé Andy đều hợp tác trong cái việc gọi là tập luyện đá banh thì còn hai bé như bé Xoài và bé Đậu đều chạy loang quang ấy, thì anh ấy là không để ý được hết, cho nên là hai ông bố như mình và Sơn quyết định là thôi hai anh em mình xuống để hỗ trợ anh Vinh và cũng để cùng học cùng con luôn để cho con cảm thấy là yên tâm hơn khi mà bố mẹ không có mặt ở đấy. Hai bố vừa vào sân là có biết bao nhiêu chuyện để kể. Thôi, nó nghe nè, con xe đạp này của con nè, tặng con lấy về con, đúng rồi, kéo về nhà luôn, đúng rồi đây, quay mặt đi nhưng tay vẫn nắm. Đây, thôi, năn nỉ nè, vô đây, lên đây ngồi con. Rồi, lên đây. Vâng, anh cứ để đây rồi nó sẽ tự vào.